Ủa thầy nhìn hình của thầy Minh Tại hả? Thầy đứng nhìn thầy Minh Tại qua luôn à. Thì bị che cái đó là có hai vị mong gặp mà cũng gặp không được. Dạ. Một là Minh Tại, hai là Trên Minh Đạo mà chưa gặp được. Dạ. Nên là mục đích đến đây đã là gặp sư Minh Đạo để đảnh lễ mà không gặp được hả sư? À. Sư có thể là chia sẻ là sư tu tập được bao nhiêu năm mà sư? Dạ, giác đạo thì cũng mới thôi. Dạ. Cũng mới hơn là bao nhiêu? Dạ, hơn 10 năm. Hơn 10 năm hả? Hơn 10 năm là lâu lắm rồi đó. Là trước có vô chùa tu đâu không? Có đủ duyên là xuất gia từ nhỏ tới lớn xuất gia cho nên mình thấy cái thời gian mà cuộc đời sống nó vẫn có bao nhiêu năm mà cũng thấy một cuộc đời. Dạ. Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Chí Minh. Hiện tại Chí Minh đang có mặt ở tại tu viện Sư Minh Đạo quý cô chú anh chị ơi. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2024 năm Giáp Thìn. Chí Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác đầu gieo thật là xem thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Xem video thì cũng quan hỷ bỏ ra giùm, những đôi khi có những lỡ lờ thì mong bà con cô bác cũng là quan hỷ giùm ha bà con. Này có cái đoàn Phật tử không biết đến từ đâu mà rất là đông. Dạ, con chào cô. Dạ, chào cô nha. Này có mấy cô chú cũng đem bánh đến cho. Chào cô, chào bà. Dạ, bà từ đâu đến hả bà? Đồng mình từ đâu đến đây cô? Đồng Tháp. Dạ. Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Đồng Tháp quê con rồi. Dạ. Đồng Tháp cô ở đâu? Tháp ở trên là huyện Thanh Bình. Thanh Bình hả? Con Tràm Chim. Dạ. Ở ngoài tí. Tràm Chim là quê hương của con đó. À. Vì sao mà cô mỗi năm là mỗi đến đây hay sao cô? Có năm đi năm không, nhưng mà thường cũng hay đi mỗi năm. Hồi đó giờ mình có đến tu viện của Sư Minh Đạo lần nào chưa cô? Có rồi hả? Thì từ bữa giờ mới thấy đoàn Đồng Tháp về nha. Đó. Bữa giờ con chưa thấy đoàn Đồng Tháp. Giờ mới thấy nè. À. Đến đầu tiên luôn hả cô? Dạ. Dạ, đông lắm cô. Mời cô bác ha. Mình lên đây chia sẻ. Tôi qua đây mình của sư Minh Tại nè. Đó. Ồ, cô đem mì gạo. Dạ. Mì gấu đỏ nha. Mì gấu đỏ chai, rau nấm. Rồi mình đến từ đâu anh? Đến từ Thủ Đức ạ. Thủ Đức ha? Dạ. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2024, thầy đại diện cho tu viện Minh Đạo xin chân thành tri ân toàn thể gia đình Phật tử tại vùng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tu viện Minh Đạo cúng dường những thực phẩm thiết yếu cho tu viện Minh Đạo để lo đời sống hàng ngày các tu tiểu, nguyện cầu và ban tam bảo thì người gia hộ cho toàn thể gia đình Phật tử tại vùng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều điều may mắn trên bước đường công danh sự nghiệp. Ồ, bà con đến đông rồi nữa kìa quý vị chúng chị. Nay là ngày 16 à, có thể một vị sư lạ ha. Này. Có một vị sư nè. Dạ con chào sư nha. Dạ. Ồ, bữa giờ mới thấy sư. Sư cho con hỏi coi sư có pháp danh là gì vậy sư?
Phật danh Giác Đạo. Giác Đạo ha. À, lần đầu tiên sư đến đây hay sao? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên. Dạ. Sư hôm nay là sư ở đâu? Hôm nay ở đi lễ vòng vòng chùa. Dạ, ở vòng chùa ha. Chùa gần đây không sư? Không, Giác Đạo thì không có ở chùa, chỉ ở cốc. Chợ cốc ha. Ở miền Tây á, chứ đâu có ở trên. Ở miền Tây. Dạ. Miền Tây là ở đâu rồi sư? Ở An Giang và Sóc Trăng. Gì hả? Hôm nay sư đến đây với ai? Thì đi đánh con mình rồi. Dạ. Đi thì cũng có với thầy với cô này kia rồi cũng đi chung vậy đó. Dạ. Thì nhưng mà mình đến đây thì tham quan với gặp ngài Minh Đạo đảm lễ mà ngài vô nhà thất rồi đang gặp. Dạ. Ông đủ gì ha? Cũng xuống nước để kiếm miếng cơm chay ăn. Dạ, mời sư uống nước đó với cơm chay đó sư. Dạ. Dạ, quan hỷ nha. Có một vị sư lạ ha, đến đây để là đảnh lễ sư Minh Đạo, nhưng mà tiếc là không gặp được sư Minh Đạo, cho nên là ở đây để đỉnh lễ để ăn cơm chay nè. Đó. Tại vì mình lấy cái đôi dép để qua hỏi thăm thầy, chứ đứng thì mình đứng nóng quá, mai không đứng nóng hỏi thăm thầy nóng quá quý anh chị. Rồi. Phải được gặp ổng. À, vô mình hỏi thăm thầy nha. Coi tu tập. Dạ. Thầy chưa dùng ủa thầy nhìn hình của thầy Minh Tại hả? Thầy đứng nhìn thầy Minh Tại qua luôn nha. Mình bị che cái đó là chúng có hai vị mong gặp mà không gặp không được. Dạ. Một những cái hai là trên Minh Đạo mà chưa gặp được. Dạ. Nên là mục đích đến đây đã là gặp sư Minh Đạo để đảnh lễ mà không gặp được hả sư? Dạ. Sư có thể là chia sẻ là sư tu tập được bao nhiêu năm mà sư? Dạ, Giác Đạo thì cũng mới thôi. Dạ. Cũng mới hơn là bao nhiêu? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm hả? Hơn 10 năm là lâu lắm rồi đó. Là trước có vô chùa tu đâu không? Có đủ duyên, xuất gia từ nhỏ tới lớn xuất gia, cho nên mình thấy cái thời gian mà cuộc đời sống vẫn có bao nhiêu năm mà cũng thấy một cuộc đời. Dạ. Bây giờ như vậy. Thằng bé trời ơi, nó đập ôm sùm hết. Không hỏi thăm luôn. Dạ. Sư vô sư dùng đi vô. Sư thỉnh xỉn đồ chai đi. Dạ. Dạ. Có Phật tử. Bà con cô bác khi mà mình đến đây mình thắp hương xong rồi cúng dường xong thì mình ra đây mình thỉnh đồ ăn. Cơm nè, rồi mì thoải mái lắm quý cô chú chị. Đây nè. Đó. À, ăn bún ăn cái này là của các chú tiểu ha. À, phần ăn của các chú tiểu nè. À, rất là ngon luôn nha. Cái này là dạ, cái này là của bên chú tiểu, còn mình là mình qua tự đó mình lấy mình á cơm. Dạ. Bún đi. Dạ. Dạ. Ngon nha. Cô chú lỡ rồi cho cô chú ăn đi một hai gái thôi rồi mà làm thêm mới nè bún nè mình làm cái mới đi đúng không? Còn chú đợi cho nước mắm cho chú ăn luôn đi. Chú không biết nữa. Ngoài
sư đứng nãy giờ mà chưa có vô dùng được luôn quý vị chúng chị. Tội quá. Cô ở đâu nào con? Cô bên ấy hả? Chùa ha. Này là 3-4 đoàn luôn á. Yeah. Em ở đoàn nào? Em ở đoàn nào tới? Tiền Giang hả? À. Đoàn mình đi mấy bao nhiêu người em? 10 mấy người ha. Đang ở đây luôn ha. À. Rồi mấy cô này là ở Đồng Tháp nè, có cô này là ở Đồng Tháp nè. Dạ, Đồng Tháp. Sao không ăn mà đi ra cô? Đông quá hả? Cô ở Đồng Tháp. Thì tham quan chút ha ha. Dùng ha. Cô thấy đông quá, cô đi ra. Cô này ở Đồng Tháp của chị. Đó Thanh Bình. Rồi dính nhạc à. Hậu kia có một đoàn mới vô nữa kìa quý chương trình. Đoàn mới đem tôi vô ha. Con chào cô nha. Sư Minh Tại hả? Sư Minh Tại. Hâm mẫu sư Minh Tại đúng không cô? Đầu mình từ đâu đến đây cô? Thành phố. Thành phố Sài Gòn ha. Thì là tới hiện tại giờ là có tới 4 đoàn quý vị chúng chị. Có 4 đoàn rồi ha. Mình chưa hỏi hết nữa đó. Có thể là 4-5 đoàn gì đó. Đi tiếp luôn ha. Cực đông luôn nha. Đặc biệt quỹ sư lên trên nè. Quỹ sư lên trên nè. Con bé gái nè, con chị hả, con em hả? Dễ thương quá ha. Rồi hai cái chân nắng rồi đó. Sư dùng cơm được chưa sư? Chưa dùng được hả? Dùng được nhưng mà từ từ mới lên hỏi thầy cái. À lên hỏi thầy cái ha. Dạ. Sư rồi muốn lên hỏi thầy gái. Sư mới dùng cái gì thấy đông đông thấy tội sư vô không được. Chào sư cô nha. Hôm nay ngày 19/8/2024 thầy đại diện cho cô diện bên đầu xin chân thành tri ân toàn thể đồng Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến cô diện bên đầu cúng dường những thực phẩm thiết yếu qua cô diện bên đầu để lo đời sống ngày ngày hết chú tiểu. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thì tự gia hộ cho toàn thể đồng Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều điều may mắn, che hết được. Chào sư nha. Dạ. Đại diện cho tu viện bắt đầu xin chân thành tri ân Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một vị sư cô và một vị sư lạ đến đây để đảnh lễ ha. Sư Minh Đạo nhưng mà không thấy. Dạ con chào sư. Bây giờ buổi trưa rất là đông luôn nha quý vị chú chị. Rất là đông luôn. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2024, tại đại diện cho tu viện Linh Đàm, xin chân thành tri ân toàn thể đoàn Phật tử quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã đến tu viện Linh Đàm cúng dường những thực phẩm thiết yếu cho tu viện Linh Đàm để lo đời sống ngày ngày các chú tiểu. Vì cầu hồng ân tam bảo từ đời gia hộ cho toàn thể đồng Phật tử tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều điều may mắn trên bước đường công danh sự nghiệp. Tại đại diện cho tu viện Linh Đàm xin chân thành tri ân Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình ở đâu đến anh? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang ha. Dạ. Ờ, mình ở Tiền Giang. Đi chỗ khác được chưa? Đi qua chỗ khác được chưa? Đó, bà con còn bán đang dùng dùng cơm và dùng bún ở bên trong ha quý cô chú anh chị. Rất là đông vui luôn nha. Rồi bây giờ thì mình mà bà con còn bán theo chân mình ra bên ngoài. Thì có cái phần tử nào mới đến không? Và đến đây chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của mình để gặp sư minh đạo hay như thế nào. Các cô chú bác thôi. Mấy con vô dùng cơm á mấy con. Dạ. Ra dùng ha. À. Mấy cô ở La Di Bình Thuận. La Di Bình Thuận hả? Dạ. Ồ, cảm ơn cô nha. Hôm nay đoàn mình đến đây đông không cô? Mười mấy người, đi xe 16 chỗ á. Dạ. Hồi sáng giờ mình đi mấy chuyến chùa cô? Năm, cái này là thứ 6. Lần này thứ 6 rồi hả? Này là 6 chùa. 6 chùa ha. Đi ra nước. Dạ. Bên trong đó có nước gì không? Ăn uống gì dạ. Bên trong có nước. Dạ. Sáng giờ cũng rất là đông ha. Bà con cô bác đang dùng buổi trưa à, quý anh chị. Dùng cơm bún buổi trưa ha. Đây. Con bắt nhạc, ê nhỏ nhỏ tí luôn trai. Trai. Trai ơi. Đó, có đoàn tới nữa nè quý chú chị. Đoàn mới là tới ha. Dạ con chào mấy cô nha. Chào cô. Từ đâu đến đây cô? Chắc từ Tòa Thánh Tây Ninh quá. Nhìn mặt đồ là con biết rồi. Đạo Cao Đài. Nhìn đồ là biết Đạo Cao Đài. Thường thường những Phật tử ở cầu Đạo Cao Đài Tây Ninh đó, thì cái gốc thì ở Tây Ninh quý vị. Ở đó là Tòa Thánh lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Coi như là Tòa Thánh đó là cái cội gốc cội luôn quý vị. Đó là những Phật tử thì cũng ở tất cả các nơi thì cũng có tỉnh thất. Nhưng mà ở đó là lớn nhất. Tây Ninh là Tòa Thánh Tây Ninh là lớn nhất. Cô vô là đi thẳng vô chùa. Đó, để lễ Phật quỳ cúng.
Hồi đó khi mà Duy Minh đã chia sẻ tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, có rất là nhiều đoàn Phật tử của đạo Câu Đài để xuống để làm cầu nguyện đó, và làm lễ cầu nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý các chú chị, hôm nay thì cũng có cái duyên lành gặp tại tu viện của sư Minh Đạo, thì cũng được gặp mấy cô ở đây cũng bên đạo Câu Đài đó. Những người đạo Câu Đài thường thường người ta đến đâu thì thường thường là cùng nhau chung với đoàn á, ta đi thẳng đến cái nơi đó mà người ta cúng rồi xong rồi mới làm gì làm với chúng chị. Nó động hơn. Đây là mình quay chóng mặt luôn đó, bà con cô bác cũng thông cảm nghe, ở đây là nhiều khán giả quá cho nên là Duy Minh cũng chóng mặt luôn. Có một sư cô, mình đang tìm sư cô quý vị. Sư cô đâu rồi ha? Mình hỏi thăm coi sư cô ở đâu, ở đâu đến. Đó. Bà con cô bác là dùng trái cây ha, thỉnh lộc dùng trái cây. Đó, đến đây là dùng nữa con. Đó, có bưởi rồi chôm chôm rồi bánh. Thoải mái nha. Đây là mấy cô chú dùng thỉnh lộc thoải mái luôn. Lộc nè, quá trời bánh luôn nè quý anh chị. Có ngon không? Mọi người dùng trái trái. À, sư cô ở bên trong theo quý anh chị, sư cô ngồi bên trong rồi, dùng bên trong thuốc bên trong. À, mình hỏi thăm sư cô mà thôi, sư cô đang dùng bữa thôi, để sư cô dùng quý anh chị. Bà con cô bác thấy video mình có ý nghĩa và chia sẻ thực tế thì mong bà con cô bác chia sẻ video dùm mình để lan tỏa những cái hình ảnh đẹp ở tại tu viện của sư Minh Đạo ha. Hy vọng rằng là sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến cho tu viện, cũng như là không phụ lòng bà con cô bác Phật tử đã đến đây để là cúng dương cũng như là chăm lo cho đời sống của các bé ha.